em đào thị xuân nhân lớp cao đẳng y sĩ biên hòa em xin trình bày về bệnh lao lao phổi là một trong những nguyên nhân phổ biến gây tử vong trên toàn thế giới theo WHO ước tính rằng có khoảng 2 tỷ người mắc bệnh lao tiềm tàng và khoảng 3 triệu người chết vì bệnh lao hàng năm. Việt Nam đứng thứ 12 trên 23 nước có số lượng bệnh lao cao trên toàn cầu đứng thứ ba trong khu vực tây thái bình dương sau trung quốc và philippines vi khuẩn gây bệnh lao là vi khuẩn mycobacterium tuberculosis hình ảnh của vi khuẩn lao đặc điểm sinh học thì nó tồn tại khoảng 3 đến 4 tháng trong điều kiện tự nhiên bảo quản vi khuẩn nhiều năm trong phòng thí nghiệm chết sau 1,5 năm giờ dưới ánh sáng mặt trời 5 phút dưới tia cực tím đờm của bệnh nhân lao trong phòng tối ẩm sau 3 tháng vi khuẩn vẫn giữ được độc lực cồn 90 độ vi khuẩn tồn tại được 3 phút trong axit phenic 5% vi khuẩn chết ngay sau 1 phút vi khuẩn ái khí môi trường phát triển cần đủ oxy vi khuẩn thường khu trú ở phổi số lượng nhiều nhất trong các hang lao có phế quản thông vi khuẩn lao sinh sản chậm 20 đến 24 giờ trên một lần sinh sản theo kiểu phân đôi tế bào nhưng cũng có thể sinh sản theo kiểu bào tử giống nấm các cái loại vi khuẩn lao có vi khuẩn lao người, vi khuẩn lao bò, vi khuẩn lao chim, vi khuẩn lao chuột và nhóm vi khuẩn lao không điển hình. Cơ chế sinh bệnh, giai đoạn lao nhiễm thì chưa có biểu hiện lâm sàng, vi khuẩn xâm nhập lần đầu vào cơ thể, đến phổi tổn thương sơ nhiễm, các cơ quan khác thì theo đường bạch huyết, đường máu, phản ứng măng tu dương nguy cơ, số lượng độc tính AFB và hoàn cảnh gây bệnh, khả năng phản ứng bảo vệ cơ thể giảm sút Giai đoạn lao bệnh có biểu hiện lâm sàng 10% lao nhiễm sẽ dẫn đến lao bệnh. 80% thì sẽ nhiễm trong 2 năm đầu, 50% là nguyên nhân do nguồn lây mới. Thì lao phổi truyền truyền bệnh qua đường hô hấp khi tiếp xúc với người mang mầm bệnh lao giải phẫu bệnh viêm phế nang thâm nhiễm thùy trên phổi phải hay rải rác cả hai phổi về cái nút mờ đường kính 5 đến 7 mi đám mờ 2 đến 3 cm hang lao thì đường kính khoảng 2 đến 3 cm hay lớn hơn phế quản thì nó sẽ bị loét sùi hẹp lòng tắc phế quản xẹp tiểu thùy phổi giãn phế quản giãn phế nang viêm tắc mau mạch phổi đây là các hình ảnh về phổi khi mà bị tổn thương do lao triệu chứng lâm sàng triệu chứng toàn thân là bị sốt nhẹ kéo dài 37 đến 38 độ sốt về chiều hay đêm có thể sốt cao rét rung, gây sút cân mệt mỏi chán ăn ra mồ hôi về đêm thiếu máu phụ nữ bị lao có thể mất kinh về triệu chứng hô hấp thì sẽ có ho khan ho khạc đờm ho ra máu khó thở khám phổi sẽ thấy răng rít răng ẩm vùng tổn thương nếu bệnh nhân có ho khan kéo dài sốt nhẹ kéo dài hơn 3 tuần thì nên chụp ít quang phổi và xét nghiệm đờm để tìm trực khuẩn lao về cận lâm sàng sẽ sử dụng nhuộm soi trực tiếp phương pháp chẩn đoán chính xác nhất lệ phương pháp nhựa xy neon xanh huỳnh quang với ánh sáng cực tím làm afb nhiều lần. 3 lần, 3 buổi sáng liên tiếp, 3 mẫu đờm cách nhau 8 tiếng trên một ngày điều trị nội trú. Phun khí dung natri clorid 5% bệnh nhân không khạc được đờm. Dung dịch dày và dung dịch giải dạ, dịch dạ dày vào buổi sáng người già và trẻ em không có AFB trên 100 vi trường là âm tính 1 đến 9 AFB trên 100 vi trường là dương tính cụ thể ghi số vi trường nếu mà 10 đến 99 k AFB trên 100 vi trường là dương tính 1 cộng 1 đến 10 AFB trên 1 vi trường là dương tính 2 cộng lớn hơn 2 10 AFB trên 1 Vi trường là dương tính ba cộng. Bệnh phẩm khác: ngoáy họng, hút dịch dạ dày chẩn đoán, soi phế quản, dịch màng phổi, sinh thiết màng phổi, phổi tìm tổn thương lao. Đây là hình ảnh tổn thương phổi do lao. Phản ứng tuberculin phổ biến là măng tô. Nếu đã có bằng chứng rõ mắc lao thì phản ứng Tuberculin âm cũng không loại trừ xét nghiệm máu thiếu máu nhẹ bạch cầu thường không thay đổi hay hơi thấp so với bình thường vệ vệ sinh uh, rối loạn rối loạn điện giải hạ natri kali khi bệnh nặng có thể dẫn đến tử vong chẩn đoán xác định lâm sàng ho kéo dài ho ra máu sốt nhẹ về chiều hay tối gây sút cân ít quan phổi tổn thương thâm nhiễm xuất hiện chủ yếu ở đỉnh phổi tìm thấy trực khuẩn lao nhuộm soi hay nuôi cấy trong các mẫu bệnh phẩm đờm dịch phế quản dịch màng phổi tổn thương nang lao trên sinh thiết sinh thiết phổi niêm mạc phế quản hạch pcr afb dương tính chẩn đoán phân biệt với các bệnh khác như là bệnh viêm phổi ung thư phổi áp xe phổi giãn phế quản thể lâm sàng dựa vào sự tiến triển thì lao phổi cấp tính, lao kê, phế lao viêm, phế quản phế viêm lao thể lao nặng tỷ lệ tử vong cao, lao hang. Các cái thể lao và những cái biểu hiện ở đây mình sẽ có lao sơ nhiễm thì nó sẽ có biểu hiện lâm sàng là thường lây truyền trong gia đình, tuổi càng nhỏ thì nguy cơ bị nhiễm càng cao và thường mắc tỷ lệ nặng như lao màng não, do lan truyền theo đường máu. Lao kê phổi, vi khuẩn khách tán theo đường máu, cấp cứu, nội khoa, ít quan phổi, nốt nhỏ không đậm đặc, lan tỏa từ đỉnh phổi đến đáy phổi, có thể kết hợp với canxi hóa hạch và tràn dịch màng phổi. Lao phổi thông thường, ít quan tổn thương đỉnh phổi ở thùy trên, phân thùy đỉnh của thùy dưới phối hợp với ba đặc điểm đám mờ nang, ranh giới không rõ ràng trong vùng này có thể có hang các nút đậm độ không đồng đều đôi khi bị canxi hóa viêm màng phổi do lao theo dõi màng phổi huyết thanh tơ huyết chọc dịch dịch tiết vàng chanh với protein lớn hơn 30g trên lít protein dịch màng phổi protein, protein serum lớn hơn 0.5 lao trung thấp viêm hạch trung thấp khoảng 25% trường hợp hạch trung thất to thể lâm sàng dựa theo xét nghiệm đờm lao phổi AFB dương, lao phổi AFB âm dựa theo tiên lượng bệnh, lao phổi đơn thuần, lao nặng, biến chứng, tràn dịch màng phổi, tràn khí màng phổi tự phát, lao thanh quản, rò thanh ngực, về điều trị thì lao chưa kháng thuốc hay lao kháng thuốc thì đều cần phải sử dụng thuốc chống lao một số cái loại thuốc sử dụng cho trường hợp lao chưa kháng thuốc và lao kháng thuốc đối với người lớn và trẻ em về nội khoa thì cần phải hóa trị liệu cho bệnh nhân mới phát hiện rồi điều trị các trường hợp thất bại điều trị các trường hợp đặc biệt cọc tí trong điều trị lao hóa trị liệu cho bệnh nhân mới phát hiện thì có phát đồ ba thuốc phát đồ bốn thuốc phát đồ tám tháng phát đồ sáu tháng điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ về theo dõi điều trị thì xét nghiệm trước điều trị đờm thì mình có ít quang phổi bk đờm công thức máu creatinine men gan axit uric nếu dùng pyrazinamid khám chuyên khoa mắt nếu dùng ethambutol xét nghiệm theo dõi điều trị mình sẽ làm ít quang phổi một lần trên một tháng bk đờm trực tiếp ngày 15 sau điều trị nếu mà bk âm tính khám mắt một lần trên một tháng nếu sử dụng ethambutol về men gan thì tháng đầu một tuần một lần về tháng thứ hai trở đi thì 2 cho đến 4 tuần một lần về cách dự phòng mình có thể sử dụng vắc-xin bcg tiêm để dự phòng lao kết hợp với việc đeo khẩu trang khi mà tiếp xúc với những người có nguy cơ bị viêm phế quản hay là viêm phổi em rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe của cô về cái cái trình bày về bệnh lao phổi của em